Xin chào các bạn thân mến, mình đang cầm trên tay tiền giấy ạ, đây ạ, các bạn có để thấy không ạ? Đây ạ, đây là chiếc thẻ tín dụng cũng là tiền, đúng không ạ? Đây là chiếc thẻ ATM cũng là tiền, đúng không ạ? Đấy, tiền đấy ạ. Rồi đây là chiếc thẻ Visa Debit cũng là tiền, đúng không ạ? Đó. Rồi thì đây, đây ạ. Đây là chiếc ví Momo cũng là tiền đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy là đây này, rồi đây này, rồi đây này, rồi đây cũng là tiền, tiền cả. Thế thì nó có các cái hình thái như thế. Bây giờ thì nó khá là mới mẻ. Còn một cái loại tiền nữa gọi là tiền điện tử, tức là Bitcoin mà các bạn hay được nghe truyền thông báo chí chia sẻ. Vậy thì tiền là gì? Tiền là một cái phương tiện để mà chúng ta giao dịch thanh toán, là một công cụ để chúng ta giao dịch thanh toán trao đổi với nhau, đấy ạ. Tức là gì? Mình muốn mua cái điện thoại này thì mình dùng tiền để mình mua, đúng không ạ? Hoặc là mình muốn mua cái mũ này thì mình dùng tiền để mình mua, hoặc là mình muốn mua cái bút này thì mình dùng tiền để mình mua, đúng không ạ? Hoặc là gì? Mình muốn bán cái bộ quần áo này thì mình có thể bán được để mình lấy tiền về. Đó, thì đó là những cái ý nghĩa của tiền. Đơn giản như vậy thôi. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ được là các cái chức năng của tiền là gì. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba cái chức năng cơ bản của tiền mà các bạn cần phải nắm rõ để hiểu rõ về cái bản chất của nó nhé. Chức năng thứ nhất là gì? Chức năng về chi tiêu gồm thanh toán trao đổi, đúng không ạ? Đó, đây là một cái chức năng cơ bản nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy được, rất là dễ, đúng không ạ? Chức năng thứ hai đó là gì? Chức năng về tiết kiệm. Cái này cũng rất là dễ dàng rồi, đúng không ạ? Bạn có một con lợn bán với giá là 10 triệu đồng. Đó, thì bạn có thể mang về, bán con lợn lên mang về để mà tiết kiệm cái số tiền 10 triệu đồng, đúng không ạ? Hoặc là gì? Bạn bán một cái mảnh đất là 10 tỷ đồng, bạn giữ về bạn làm một cuốn sổ tiết kiệm. Thì đấy là cái chức năng để bạn giữ được. Và bạn giữ cái tiền đó để làm gì? Đó, để bạn chi tiêu, đó, hoặc là bạn mua mảnh đất khác, hay bạn mua cái ô tô, hay bạn mua bất kỳ những cái thứ gì mà sử dụng bằng tiền của mình được. Đó, còn một cái chức năng quan trọng thứ ba mà ít người biết được đó chính là chức năng sinh tiền. Đây là một chức năng rất quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh nói với các bạn tại đây. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta chỉ được biết cái một cái hai thôi, và cái thứ ba chúng ta không biết, nên là chúng ta mãi nghèo là như vậy, đúng không ạ? Thế thì chức năng sinh tiền này là như thế nào? Đó. Thế thì tiền của bạn có thể được nhân lên thông qua các cái hoạt động bạn đầu tư tài sản. Đó, bạn hiểu không? Đầu tư tài sản sẽ làm cho tiền của bạn gia tăng. Mình lấy các cái ví dụ như sau. Tiền của chúng ta sẽ thứ nhất bỏ vào kinh doanh. Đó, chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Đấy, chúng ta đầu tư vào một cái doanh nghiệp hay một hộ kinh doanh, tức là chúng ta đầu tư vào cổ phần của một cái đơn vị đó. Thứ hai là gì? Chúng ta mua trái phiếu doanh nghiệp. Đó, rất là dễ, đúng không? Thứ ba, chúng ta mua cổ phiếu doanh nghiệp. Thứ tư là gì? Chúng ta đầu tư vàng. Đó. Thứ năm là gì? Chúng ta mua bất động sản. Bất động sản. Đó. Thì đây là các cái tài sản mà có thể sinh ra tiền cho các bạn. Còn nhiều các loại khác, ví dụ như là mua ngoại tệ, chúng ta mua USD này cũng có thể là sinh ra tiền được, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể là đầu tư bán nhượng quyền, đầu tư vào nhượng quyền, đúng không ạ? Đó, nhượng quyền thương hiệu thì chúng ta cũng có thể là sinh ra tiền cho mình, đúng không ạ? Còn còn rất nhiều các cái loại tài sản, còn có thể là chúng ta đầu tư vào Bitcoin nữa ạ, đúng không ạ? Bitcoin có thể sinh tiền ra cho chúng ta, nó khá là đơn giản, đúng không ạ? Đó, thế thì ở đây bạn hiểu được rằng là tiền
nó phải có các cái chức năng này. Và nếu các bạn hiểu rõ được các chức năng này thì các bạn sẽ vận dụng nó một cách tối ưu nhất trong cuộc sống của mình. Thế thì thông thường chúng ta sẽ quản trị ba cái chức năng tiền này như thế nào? Các bạn hãy xem cái video tiếp theo của mình để mình chia sẻ cho các bạn cái cách thức để quản lý các cái chức năng này của tiền. Hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông các bạn nhé. Và mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn hãy like giúp mình, lan tỏa nhiều hơn nữa cho mọi người được hiểu hơn về tiền là gì, về các chức năng của tiền các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.